Mình đột nhập vào bếp của Trần Văn Quán xem có gì đặc biệt trong set gia vị đoàn kết chỉ với 649K đang hot hòn hot, mà có khi còn hot hơn cả cái thời tiết Hà Nội này ấy chứ. Một set đồ ăn mang về nhanh gọn, tiện lợi, chẳng tốn quá nhiều chi phí, đấy mà phải nói là quá đầy đủ dinh dưỡng đi thôi. Một sự kết hợp hoàn hảo mặn ngọt, chua cay cứ phải gọi là đầy đủ, vừa cuốn ú nu, rau củ luộc, cơm rang trứng thơm thơm giòn rụm. Và đây, ban đàn thơ best seller của quán, gân trâu sốt xì dầu, trâu cháy tỏi, trâu nướng sụn non, ăn kèm với tí salad chua ngọt thì ôi thôi hết ý, mà cái tương của trâu rất là ngon, chấm gì cũng thấy hợp. Lần đầu tiên ra mắt combo ship tận nhà, mình phải dành lời khen vì quán rất chú trọng ở bao bì, một lớp giấy bạc được phủ kín khay nên yên tâm rằng dù có ship xa đến đâu thì cũng không lo đủ xô lệch. Đã thế lại còn có một tờ giấy nhỏ nhắn xinh xinh kèm lời cảm ơn của quán nữa nè, nhớ lưu lại để cùng trải nghiệm với mình nha.